Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào mọi người, quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đến mọi nha. Xin chào anh em game, hiện tại là chiến mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày trước và video cho anh em xem video về like share thêm kênh nhân khi bên phải mình rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay, chúc hành trình sang có quả vui chơi sự kiện mới của Lame anh em. Vậy là chúng ta còn đợi thêm một ngày nữa thôi anh em, hết ngày hôm nay ngày mai nữa thôi là chúng ta đã có thể chào đón hai vị tướng mới sắp ra mắt rồi. Hiện tại rất nhiều câu hỏi được tranh cãi, đó là liệu tướng mới có dễ không. Nhiều anh em đổ rồn ra kêu là săn win dễ hơn là săn Odin rồi rồi các thứ các kiểu. Theo tôi nghĩ, cá nhân tôi nói thật với anh em, đó là cái việc săn tướng ấy là không nói trước được các bạn ạ. Thật sự tuy biết rằng Odin là tướng thông minh anh em, dòng tướng hiếm đấy, nhưng mà đùa mấy nữa anh em lại săn Odin nhiều hơn cả win đấy, không nói được các bạn ạ. Đấy, nên là chúng ta cứ từ từ thôi. Thật ra thứ lúc này tôi hóng hơn các bạn, không biết là anh em hóng tôi không, đó là không biết là lần này sự kiện cuối năm có thêm event săn cốt không anh em. Tôi mong rằng sẽ có sự kiện săn cốt anh em, săn cốt cuối năm luôn để anh em có mini game chơi nữa. Và mong rằng cốt cuối năm Nami cho ngon tí chứ đừng lại giống trong năm anh em lặp đi lặp lại nhiều khi anh em buồn. Ok, nó quay trở lại video sáng nay thì chắc chúng ta sẽ đi cập nhật thông tin sự kiện hot nhất của game hay tại đại chiến cho đến thời điểm hiện tại anh em. Ngoài về việc khai tương mới hôm qua tôi đã nói rồi thì không nên cập lại các bạn. Ok, cái fanpage nào xem là chúng ta có gì hot không. Ông táo về trời anh em, hốt quả ông táo về trời bao gồm 1k kim cương, 50 mạch tướng L1, 50 mạch tướng L2, một rương lính chỉ 9 sao, một rương lính chỉ 10 sao. Hết rồi các bạn, hết rồi anh em, thông báo bảo trì lại, bảo trì hệ thống của su nha anh em, đi nạp tiền này, mấy bác nạp tiền đi này, lại bảo trì này anh em này. Rồi ok các bạn. Ok, vậy là hiện tại thì chúng ta có duy nhất phần quà, đó là quà ông táo anh em. Đó, đây còn duy nhất phần quà đó là phần quà ông táo các bạn. Nói chung thì cũng được thôi, cũng khá là ngon các bạn. Đấy, xứng đáng đồng tiền bát gạo anh em. Lượm thôi, bạn nào chưa lượm thì tranh thủ online nhận lượm nha. Rồi. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quẩy đào bánh tiếp anh em. Hôm nay tôi sẽ quẩy đào bánh các bạn. Kata Kulu này, Sanri, Usopp à, không anh em, Nijin Zoren đi. Rồi ok các bạn, Kata ra trận đầu tiên. Rồi tấn công các bạn. Một đấm, hay quá, hay quá anh Kata ơi. Ô kìa, vừa mới khen anh xong anh đi luôn các bạn, buồn Kata quá, vừa khen được câu anh em toang luôn ạ. À, không có quà gì ngon anh em. Đây rồi, được 10 xu, 20, 30 xu, 40, hết rồi, 40 xu các bạn. Tiếp nào. Đây, tôi đang bị ho anh em thông cảm nhé. Rồi ok các bạn. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ ghé qua sự kiện anh em. Xu vòng quay hiện tại còn thiếu 4 lần nữa à. Từ các bạn ghét shop luôn, lượng qua luôn. Rồi 8 lần nữa chứ. Đấy, thế này thì đủ rồi các bạn. Thế này thì đủ rồi anh em. Vừa đủ 8 lần luôn các bạn. Ngon thật sự anh em. Đúng vừa đủ 8 lần luôn anh em nhá. Không hơn không kém ạ. Vừa đủ đúng 8 lần. Đâu 9 lần chứ. Đây 9 lần các bạn. Đây 9 lần. Ở đây phải đủ 9 lần nhưng mà 8. Ok, 8 và 9 không quan trọng bạn, quay thời đã tính sau anh em. Tiếp nào. Quay nào, quay nào. Ok, ngon luôn anh em.
Tiếp tục các bạn. Tiếp tục anh em. Rồi ok, ngon luôn nhá, lượm luôn. Hốt quà anh em. Ngon lành. Quà này gọi ngon các bạn. Nhận phát, ok, lượm luôn. Mình còn bot cho anh em. Nhìn có điểm đánh bot rồi đó. Búng bot phát. Rồi. Ok, thế sao khỏe qua đánh bot nhờ. Ô kìa, máy vẫn không đến cái map này ta. Cộng 4. À, hôm nay nó đâu cho đánh cho anh em. Phá đảo luyện tập đi các bạn. Không cho đánh đi phá đảo luyện tập anh em. Mấy màn đầu này thì khỏi cần phải anh em bỏ qua luôn cho. Ô kìa. Không để anh em mới màn đầu mất Katakuri rồi ạ. Chuyện thật như đùa anh em, mới màn đầu mất Katakuri luôn ạ. Cố lên anh Nù ơi. Tất cả mọi người đang trông chờ vào anh. Mong sao mọi người hãy còn bình an anh em. Ô may quá. Ít nhất anh ba tôi còn sống các bạn. May thật sự anh em, ít nhất anh ba còn sống. Ok. Tiếp tục nào, chị đẹp Ninja vào trận anh em. Cho chị đẹp ra trận. Đấm nào, hay quá. Rubber, Rome. Tuyệt vời. Căn phòng. Ok, anh em thêm lượt được, được. Ừ đấy, đúng rồi. Đó, mất công room rồi, phải thêm nữa anh em. Không room là room, thêm nữa mới đúng bài. Rồi, kết thúc trận đấu luôn. Lượm quà các bạn. Đó, lượm quà bỏ túi luôn anh em nhá, tấn công. Đau nha, đau nha. Rồi ok các bạn, tiếp tục vào. Đấy, ngon lành. Tốt kiếm là Nijin, rập. Tuyệt vời. Ok, tiếp tục. Đấm nào. Chứ hôm sau hôm nay đánh xong ra được vài cái thẻ ngon anh em. Những kiểu tướng mới chẳng hạn, ở trong phần quà anh em. Thực ra thứ tôi cần lúc này là điều đấy các bạn. Rồi ok, màn 6. Ok kìa. Thẻ Usopp tạ ngon ạ. Ok kìa, bán này đánh xong mệt quang đấy nhờ. Cố lên nào. Rôm, mày có một phát anh em. Nijin tức kiếm nào, một dập. Được của nó các bạn. Quỳnh. Qua màn. Ok, hồi sinh chưa, cho rồi anh em, hồi sinh rồi. No Kata sống dậy luôn các bạn, hồi sinh hai cháu luôn. Ok, no Kata anh em, lúc quay trở lại trận đấu rồi. Cho đi nghỉ dưỡng thế được rồi các bạn. Đập nào. Đấy, nó cứ phải như vậy các bạn. Được của nó luôn anh em. Ok. Đấm nào. Đúng rồi, hay quá. Thẻ anh nổ đi với đồ phở, đi với Luffy anh em. B thật sự các bạn. B luôn á. Úi giời ơi luôn. Cứ gọi là ối giời luôn anh em. Xin cần hồi máu à. Cần thì hồi máu cho Lizzy anh em. Tính ra giờ có cháu ấy vẫn ngon hơn. Katakuri, quen hơn là Kilemon anh em. Kilemon là hồi bách. Thế vị trí Lizzy vẫn êm hơn các bạn nhé. Cái thì những cháu đấy hiện tại tôi hay còn quá là thấp các bạn. Chưa thể lên tem được. Tiếc điều đấy. Rơm, hay quá. Ôi trời tuyệt vời anh em. Hạ được đồ Flamian, đã quên. Hạ được Katakuri của bạn đã ok rồi anh em. Nượm núa luôn rồi. Tốt kiếm nào, dập đây. Được của nó bạn, đẹp luôn á. Qua màn. Màn 9. Ok, tiếp tục đến màn 9 anh em. Rồi, tiếp tục đến màn 9 anh em. Kata đấm nào. Hay quá anh Kata. Ok, đau. Zember. Rember. Rome, căn phòng các bạn. Rome. Căn phòng bức tường.
đấm nào. Đấy. À, mỗi chỉ đẹp Nami thì thôi chứ sống sót lọi anh em. Bàn thứ 11, bàn thứ 10 rồi anh em. Đấm nào. Hay quá luôn ạ. Tuyệt vời luôn các bạn. Ok, qua màn thứ 10 11 thì phải anh em. Từ tôi đang có một ý tưởng khá là hay các bạn, để đánh cho sóng này đi. Quét luôn đi các bạn, tôi đang có một ý tưởng khá là hay các bạn. Mấy màn này chắc quét qua anh em. 13 này. Thì lại mất một cháu rồi. Hồi sinh dậy nào. Ok. 13. Ok, hai cháu luôn ạ. Good shop. Xuân tóc đỏ ra trận anh em, cho Xuân tóc đỏ ra chém anh em. Chém bị ứng cho sướng. Rồi. Tôi cho nhầm mấy rồi anh em. Kêu Xuân tóc đỏ như vậy cho nhầm Mỹ Hạnh ra trận các bạn. Đùa thề. Ok, Xuân tóc đỏ đây anh em. Ok, chém nào. Trận này chắc vẫn qua màn thừa anh em. Qua. Lại 1 mét đá đằng đầu anh em, tôi vẫn thiếu các bạn. Cay nhờ. Ok, mê cung anh em. Rồi đây. Cũng vậy các bạn, vẫn vậy chứ chưa qua được, chưa qua được. Hiện tại có dòng này anh em này, dòng này thì nhiều, bây giờ nó không cho quẹt, nó quét thôi anh em, không vượt được nữa. Tôi đi vào đây để thử test một team nguyên tem ấy xem nào. Ok, chúng ta sẽ đánh thử nhá. Để xem nào. 14 triệu. Ok, dòng này đi. Đâu đây nè. Dòng này sao anh em? Ừ, dòng này có vẻ đủ này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh em. Vừa đẹp luôn. Đó, test thử một nguyên một team anh em. Chỉ một hệ thôi. Đấy, xuống sức mạnh anh em này. Búp này. 18 máu, 12 công này. Đấy, ra trận nữa anh em. Xem đánh nó khác bọt không? Đó, giờ nguyên team này đánh chắc khác bọt hẳn anh em. Wow. Được của nó anh nhờ. Đấy, full team một hệ anh em. Sức mạnh của một hệ anh em. Trời ơi, full hệ thông minh kìa. Đấy nhìn đến sau tôi làm cái clip về vụ này anh em, cho đội mình một team công thủ đầy đủ luôn các bạn, để xem đánh đấm ra sao nhé. Ok, nói chung là video sáng nay chắc kết thúc thôi anh em. Hẹn gặp mọi người tiếp theo, còn anh em rồi theo video kênh tự tử đường phố nhiều giờ thì bye.